Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin tứ bề thọ địch. Càng ngày, ông Tổng thống Nga Vladimir Putin càng bị lún sâu vào cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Ukraine. Việc NATO chần chừ trong việc hỗ trợ Ukraine không có nghĩa là NATO đứng ngoài cuộc chiến. Nếu ông Putin cho rằng việc Ukraine tham gia vào NATO là sự đe dọa an ninh biên giới Nga, thì ngược lại, nếu Ukraine mà rơi vào tay chính quyền Putin, thì điều đó có nghĩa là khối NATO cũng bị đe dọa. Nga đang ám sát NATO, chính vì vậy khi mà ông Putin không hạ lửa được cuộc chiến ở Ukraine, thì có nguy cơ NATO cũng phải chuẩn bị yểm trợ cho Ukraine, ít nhất là không để Ukraine thua trong cuộc chiến này. Cuộc chiến Ukraine đã kéo dài hơn một tháng. Kết quả những ngày qua cho thấy việc chiếm Ukraine không dễ như ông Putin đã nghĩ trước đó. Từ chỗ nhiều người đánh giá Nga chắc chắn thắng thì giờ thực tế cho thấy Nga không dễ thắng. Đây là nỗ lực kiên cường của chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky và nhân dân Ukraine. Họ đang có chính nghĩa và được toàn bộ người dân trên thế giới ủng hộ. Để đi chiến thắng, lợi thì cuộc chiến phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tưởng chừng như Nga chắc thắng, nhưng thực tế sau đó thì Nga không thể thắng. Nếu Ukraine làm cho Nga từ chỗ không thể thắng sang thế trận Nga có thể thua, thì đó là một bước ngoặt rất lịch sử. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang rất tức tối trước việc tiến triển chậm ở các chiến trường, không dễ chiếm nhanh các thành phố tại Ukraine. Nước Nga vốn là cường quốc quân sự, họ rất mạnh so với Ukraine. Tuy nhiên, nếu Ukraine được các quốc gia phương Tây và Mỹ hỗ trợ mạnh hơn nữa, thì rất có thể Ukraine sẽ là chuyển biến cục diện. Ukraine cũng đang có chính nghĩa, vì thế họ được thế giới tiến bộ ủng hộ to lớn. Việc Mỹ và NATO triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở các nước láng giềng Nga đã cho thấy phương Tây ngày một cứng rắn hơn với một Putin đang không có điểm dừng. Ông ta dường như biểu hiện của những triệu chứng hoang tưởng. Và triển khai tên lửa Patriot trên đất Ba Lan đã được tiến hành. Theo tin tức phương Tây cho biết, thì hôm 9 tháng 3, hai dàn hệ thống phòng không Patriot của Hoa Kỳ được chuyển từ Đức sang phía đông của Ba Lan, tới một sân bay cách biên giới Ukraine chỉ chừng có 50 km. Được biết, tên lửa Patriot là loại tên lửa dùng để phòng thủ tên lửa. Nó có thể chống lại được phi cơ và tên lửa đạn đạo của Nga. Nguyên nhân là do trước đó, một hỏa tiễn của Nga đã bắn vào một kho quân sự của Ukraine, cách biên giới quốc gia thành viên NATO này chỉ có trên 20 km mà thôi. NATO là khối liên minh quân sự mạnh nhất trên thế giới. Họ có đủ sức mạnh để khắc chế Putin. Một tuần trước đây, báo chí tại Romania là nước thành viên của NATO nói họ tìm thấy một drone là nghi của Nga ở nước này, đặt ra câu hỏi liệu Nga vô tình hay cố ý lấn gần NATO hay không. Drone có nghĩa là máy bay không người lái. Cùng thời gian đó, quân Đức và Hà Lan sẽ điều khiển hệ thống Patriot đặt tại sân bay Zilak, miền trung của Slovakia, để tăng cường bảo vệ sườn phía đông của NATO, đề phòng Nga đánh lén bằng tên lửa hoặc các loại máy bay. Đây là hình ảnh tên lửa đánh chặn Patriot hiện đại của Mỹ. Nước Nga và Putin đang vùng vẫy để cứu lấy hào quang quá khứ. Tuy nhiên, cho đến nay, nước Nga đang ngày một lún sâu vào khủng hoảng và ngày càng bị thế giới coi thường. Rất nhiều đồng minh trước đây của Liên Xô giờ đang là thành viên của châu Âu và NATO và họ đang ủng hộ Ukraine. Được biết, chính phủ Slovakia, một quốc gia cộng sản tại Đông Âu trước đây, đã cho biết họ sẽ triển khai tên lửa Patriot được thực hiện trong những ngày tới đây. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jalov của Slovakia họp với người đồng cấp của Hoa Kỳ Augustin vào hôm 17 tháng 3 ở Bratislava. Được biết, hỏa tiễn Patriot là loại được thiết kế để đánh chặn, bắn chặn hỏa tiễn của đối phương trên không trung và từng được Mỹ triển khai ở Trung Đông. Đây là một loại vũ khí lợi hại mang tính chiến lược của Hoa Kỳ và đồng minh. Vào năm 2001, lần đầu tiên Patriot được tung vào trận địa để hạ các tên lửa Scud của Iraq, sản xuất theo mẫu của Liên Xô cũ trước đây và đã chứng tỏ sự hữu hiệu của nó.
Vào năm 2018, Ba Lan tuyên bố bỏ ra 4,75 tỷ đô la để mua hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ. Trong quyết định này đã khiến Nga nổi giận. Tuy nổi giận nhưng Putin đã không làm gì được quốc gia, từng là cựu quốc gia cộng sản này, vì họ là một quốc gia có quyền tự quyết và nằm trong khối NATO. Nếu Ukraine vào được NATO thì nước Nga vốn đã cô đơn lại càng cô đơn hơn. Hiện giờ chỉ còn có Belarus và một vài quốc gia nhỏ bé vốn thuộc Liên Xô cũ là trung thành với chính quyền Putin, còn lại thì hầu hết đều ngả về phương Tây và muốn gia nhập châu Âu cũng như NATO. Thái độ của Hoa Kỳ dự kiến Tổng thống Mỹ Biden đã tới Ba Lan vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 để ủng hộ các đồng minh NATO phía Đông. Tin từ Hoa Kỳ cũng cho biết là Tổng thống Biden sẽ sang thăm Ba Lan tuần này sau chuyến thăm tới Brussels, trụ sở khối NATO, để bàn về tình hình chiến sự tại Ukraine. Đây là bước đi cần thiết để tiếp thêm sức mạnh cho chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky và nhân dân nước này. Cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số 1 trên bàn cờ chính trị và quân sự trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà thế giới thừa nhận Mỹ là cảnh sát thế giới. Với vai trò như vậy, nước Mỹ sẽ là tiếng nói quyết định ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh hiện nay. Nước Nga là một cường quốc đang suy tàn, có thể họ đang cố vùng vẫy để chứng tỏ, nhưng sau cuộc chiến phi nghĩa này, nước Nga sẽ thiệt hại nặng nề về kinh tế, chính trị, quân sự và cả uy tín trên trường quốc tế. Vì đem quân đi tấn công và xâm lược một đất nước có chủ quyền là Ukraine. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden sẽ có chuyến thăm Ba Lan. Việc bao vây kinh tế đã làm cho nền kinh tế của Nga sa sút thảm hại. Còn về quân sự thì Mỹ và khối NATO đang triển khai những bước đi cũng đầy thận trọng và cương quyết. Có thể nói nước Nga của Putin hiện nay đang tứ bề thọ địch. Tuy nước Nga còn rất mạnh về quân sự nhưng rõ ràng đa suy yếu là không thể tránh khỏi. Lịch sử của nước Nga đã trải qua nhiều thăng trầm, tuy nhiên không có lãnh đạo thời nào mà phá nát đất nước Nga nhiều và nhanh như Tổng thống Putin hiện nay của họ. Nước Nga không mất. Vì dù sao họ cũng là cường quốc, nhưng cái mất của họ là vị thế. Trước đây người ta cứ nói đến Đông Âu là nói đến những quốc gia chịu sự chi phối của Liên Xô. Đấy là một thời cường thịnh của chủ nghĩa cộng sản. Bao quanh nước Liên Xô, Xô Viết là cả thế giới cộng sản. Tuy nhiên hiện nay, nước Nga đã bị cô lập. Nước Nga bây giờ tứ bề thọ địch từ kinh tế đến quân sự. Kính mời các bạn xem bản tin. Lukashenko cũng tấn công Ukraine hay không? Và liệu nhà độc tài ở Belarus Alexander Lukashenko, 67 tuổi, có mở mặt trận thứ hai chống lại Ukraine hay không? Đang là câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh nhà độc tài Belarus Lukashenko là một người ủng hộ nhà độc tài Putin tại Điện Kremlin. Lo ngại về một cuộc xâm lược của quân đội Belarus đang gia tăng ở Ukraine. Truyền thông Ukraine đưa tin Belarus đang dồn quân tại biên giới để tấn công miền Tây nước này và cắt nguồn cung cấp vũ khí từ phương Tây. Một phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói với báo chí rằng nguy cơ của một cuộc tấn công của Belarus đối với Volhynia được coi là rất cao. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã sẵn sàng tấn công đáp trả. Volhynia là khu vực phía bắc của Lviv, phía tây Ukraine giáp với Ba Lan, và do đó tiếp giáp với lãnh thổ của các nước thuộc NATO. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, những người chứng kiến đã quan sát thấy các đoàn xe quân sự của Belarus trên đường phố tới Brest, một thành phố gần với Ba Lan và Ukraine. Đây là điểm rất nguy hiểm. Khi Belarus tấn công Ukraine thì mặt trận sẽ được mở tiếp ra và leo thang quân sự sẽ tiếp tục được diễn ra. Đây là hình ảnh vũ khí của các nước thuộc khối NATO giúp Ukraine để chống lại quân Nga. Nhân viên cuối cùng rời Đại sứ quán Belarus tại Ukraine. Đáng chú ý, những nhân viên cuối cùng còn lại của Đại sứ quán Belarus đã rời Ukraine vào thứ Bảy ngày 19 tháng 3. Không nêu bất kỳ bằng chứng nào, Đại sứ Belarus cáo buộc Ukraine đã đe dọa thể xác Đại sứ quán và nói về các điều kiện không thể chấp nhận được. Khi Đại sứ Belarus rời Ukraine, ông ta bị chia tay ở biên giới như một kẻ phản bội. Một lính biên phòng Ukraine đã trao hoặc ném cho ông ta một túi chứa 30 miếng bạc, ám chỉ 30 miếng bạc
là vì theo nó, theo kinh Tân Ước, Judas đã phản bội Chúa Giêsu. Các tín hiệu từ các nhà tuyên truyền của Nga và Belarus cũng rất đáng lo ngại. Một chương trình phát thanh tuyên truyền của Nga nói rằng Ukraine đang làm mọi cách để lôi kéo Belarus tham gia vào cuộc chiến dịch đặc biệt. Trong vài tuần qua, các quan chức Ukraine cũng đã cảnh báo về các cuộc tấn công với danh nghĩa giả mạo vào lãnh thổ của Belarus. Quân đội Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Belarus và sau đó cáo buộc Ukraine đã làm như vậy. Đây chính là cái cớ để có thể Belarus tạo thành chiến tranh tấn công lại Ukraine. Đây là hình ảnh Putin đã từng tuyên bố chỉ tập trận với Belarus, nhưng rồi ông ta lại đưa khoảng 200.000 quân Nga xâm lược Ukraine. Nhà độc tài trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhà độc tài Belarus Lukashenko cho tới nay đã loại trừ được một cuộc xâm lược của quân đội mình. Tuy nhiên, Belarus đã đóng vai trò như một căn cứ cho quân đội Nga, bao gồm cả việc điều trị cho các binh sĩ Nga bị thương. Theo các cuộc điều tra và thăm dò, đại đa số người Belarus phản đối cuộc chiến chống Ukraine. Họ có thể nổi dậy chống lại nhà độc tài một lần nữa như họ đã làm sau cuộc bầu cử gian lận vào năm 2020. Lãnh đạo phe đối lập Svetlana cũng không ngừng nhấn mạnh điều này. Ngược lại, toàn thể nhân dân đứng về phía Ukraine. Điều này có thể được thể hiện, ví dụ, trong các tình nguyện viên Belarus, những người giúp đỡ những người tị nạn Ukraine. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Lukashenko có còn có thể tự do quyết định về quân đội của mình nữa hay không, cho dù tự ông ta phản đối chiến tranh. Đây là hình ảnh quân Nga đã mượn đường của Belarus để được chuyển đưa vũ khí, khí tài, quân sự và con người sang tấn công xâm lược Ukraine. Đường sắt bị phá hoại bởi vì ở Belarus đã có sự phản kháng chống lại việc hỗ trợ chiến tranh của Nga. Theo người đứng đầu ngành đường sắt Ukraine, những kẻ phá hoại người Belarus đã phá hỏng tuyến đường sắt từ Belarus đến Ukraine nhằm ngăn chặn việc cung cấp thiết bị quân sự của Nga. Ông Tổng Giám đốc ngành đường sắt Ukraine Oleg được dẫn lời nói rằng, kể từ ngày hôm nay tôi có thể nói rằng không có giao thông đường sắt giữa Belarus và Ukraine. Điều đó có nghĩa là quân đội Nga ở Ukraine không còn có thể được tiếp tế qua các đường sắt này. Trước đó, ông đã kêu gọi người Belarus là không tuân theo bất kỳ mệnh lệnh tội phạm nào, và ông cho biết đã thành công. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc Đường sắt Belarus tuyên bố ngừng hỗ trợ Nga đưa phương tiện chiến tranh qua nước này để xâm lược Ukraine. Và tuyến đường rất quan trọng này giờ đây không thể để cho Putin sử dụng để làm bàn đạp tấn công nước láng giềng. Lukashenko nói về ông chủ của mình: Putin đang có phong độ tốt hơn bao giờ hết. Kể từ khi đàn áp dã man các cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử tổng thống gian lận vào năm 2020, nhà độc tài Lukashenko đã phụ thuộc vào Putin, nhà độc tài ở Điện Kremlin. Putin đã cứu được cái đầu của ông ta, nên giờ đây nợ ông ta rất nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia hoài nghi là liệu quân của Lukashenko có thể chiến đấu chống lại những binh lính khác hay không. Họ chưa bao giờ chiến đấu và động cơ của họ cũng không có. Hôm Chủ nhật, Lukashenko làm trò trên truyền hình Trung ương Trung Quốc và hát những lời ca ngợi nhà độc tài Điện Kremlin và khẳng định rằng Putin đang có phong độ tốt hơn bao giờ hết. Vì vậy, nếu Putin quyết định rằng một cuộc xâm lược của Belarus là cần thiết, thì Lukashenko không thể không đồng ý.